Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu hoa phong lan trên khắp mọi miền của Tổ quốc ạ. Em là Khánh, cơ sở lan rừng nhà em là ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Ngày hôm nay thì em có một số mặt hàng kilogram và hàng hoàng thảo kèn rất là đẹp thì em sẽ lên giới thiệu cho quý cô chú anh chị luôn nhé. Thì đầu tiên thì em có đùi gà tròn của Cao Bằng. Em sẽ bán theo kilogram ạ. Em bán là 180.000 một kg. Nếu mà quý cô chú anh chị nào lấy từ 5 cân trở lên ấy thì em sẽ bán giá sỉ là 160.000 nhá. Đây là hàng nhà em mới về nên là rất là tươi. Đây ạ. Cây rất là to đấy ạ. Tiếp theo là em có hoàng lạc. Đấy, nhìn cũng rất là xanh đẹp. Cái này thì em sẽ bán là 160.000 một cân. Đây ạ, toàn là hàng dề thôi ạ. Rất là xanh đẹp. Hoa của hoàng lạp cũng rất là đẹp. Em sẽ cho quý cô chú anh chị xem mặt hoa của hoàng lạp và lan đùi gà luôn nhé. Hoa của đùi gà tròn là sẽ có màu tím hoặc hồng. Đây là mặt hoa của lan đùi gà tròn ạ. Còn cái lan hoàng lạp ấy thì là đây là mặt hoa của lan hoàng lạp. Mà hàng nhà em về toàn là hàng dế nên là rất là đẹp luôn. Còn rất là tươi đấy ạ. Không hề ảo một chút nào luôn. Hoàng lạp ấy ạ. 160.000 một kg toàn hàng dế thôi. Đấy ạ. Hai dế. Đấy, dề nào cũng rất là to đẹp, thân thì rất là bóng và tròn. Hàng rất là xanh tươi, chỉ 160.000 một cân. Đấy, quý cô chú anh chị nào muốn lấy hàng dề cứ chú thích cho em là được nhá. Đấy ạ. Đấy, em chỉ quay vậy thôi, hàng kg 160.000 một cân. Còn đây thì em sẽ có cái cây hoàng thảo tam bảo sắc. Cái này thì nó đang ra hoa đấy ạ. Hoa của hoàng thảo tam bảo sắc đây. Hoa cũng khá là đẹp, chẳng qua là bây giờ nó cũng đã gần tàn rồi ấy. Đây thì em sẽ bán là 120.000 một khúc. Ở đây thì em có hai khúc ạ. Đây là nguyên bản đấy ạ. Đó. Hoa rất là đẹp và khá là thơm. 120.000 một khúc thôi ạ. Đây, khúc này em cũng bán là 120.000. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Chỉ 120.000 thôi. Tiếp theo là em có cái cây thanh đạm sứa. Thanh đạm sứa này em sẽ bán là 100.000. Phần này em có khá là nhiều ấy. Đây, lá nó cũng rất là đẹp đây. Đây là thanh đạm sứa. Rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Đây. À, đây còn có cây hạc đỉnh nữa cơ. Đây còn có hạc đỉnh và có thanh đạm sứa. Phần này em sẽ bán là 100.000 nhé. Quý cô chú anh chị nào ưng thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua cho em. Đây, rất là nhiều. Phần này thì chỉ có 100.000 thôi ạ. Tiếp theo là em có cái thanh đạm này. Hoa thanh đạm này cũng rất là đẹp này. Thanh đạm bút chì, đạm sứa, thanh đạm hoa trắng. Cái này là thanh đạm hoa trắng. Hoa cực kỳ là đẹp. Đấy, hàng dề rất là tươi luôn. Nhìn cái lá tôi đã thấy mê rồi. Em sẽ cho gửi cô chú anh chị xem hoa luôn nhé. Chưa có hoa mà nhìn đã đẹp vậy rồi mà hoa càng đẹp hơn cơ. Hoa màu trắng. Đây ạ, đây là mặt hoa của cái cây thanh đạm mà em vừa giới thiệu đấy ạ. Đó là thanh đạm hoa trắng. Đây em chỉ bán là 50.000 một cân thôi anh chị nhé. Đấy ạ, rất là đẹp, em có khá là nhiều. Tiếp theo thì em có cái cây kiếm lô hội. Kiếm lô hội này em cũng sẽ bán là 150.000 một cân. Kiếm này thì sẽ có hoa màu đỏ. Và đây em có hàng dề rất là đẹp đấy ạ. Dề này thì cực kỳ to. Cái này thì sẽ là khoảng mấy cân cơ, chứ không phải là 1-2 cân nữa. Đó, đây là một dề kiếm khá là đẹp và khá là to. Cái này em sẽ cân thử lên cho quý cô chú anh chị xem là bao nhiêu cân nhé.
Ồ, dề này là vào khoảng gần 5 cân. Dề này cực kỳ to khủng luôn. Dề này em sẽ... Nhưng mà em sẽ tính theo cân thôi ấy. Đấy, rất là đẹp. Khá là nặng. Như này nữa. Đây là kiếm lô hội Cao Bằng. Có hoa đỏ. Em có khá là nhiều. 50.000 một cân kiếm lô hội hoa màu đỏ. Tiếp theo là em có sáng hương đuôi cáo. Cái này thì em cũng bán theo cân thôi ạ. Có cả cáo xếp với cáo liếp nhá, cô chú anh chị nhá. Đây thì hoa màu tím này. Cái này là chuẩn của Cao Bằng luôn đấy ạ. Đấy, cáo xếp đây. Em bán theo cân là 250.000 đồng một cân ạ. Đây, 250.000 đồng một cân. Em có khá là nhiều, em sẽ bán xô nhá. Có cả những cây xếp ấy, chẳng qua là nó cây bé. Đấy nên là hàng này em chỉ bán theo xô thôi. Mình mua theo cân thì em sẽ lựa cho quý cô chú anh chị những cây đẹp nhất nhá. Có cả cây lướt với lại cây xếp. Đây ạ, 250.000 đồng một cân. Rất là đẹp, em có khá là nhiều. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn. Cáo tím của Cao Bằng này, cây xếp này, xếp này. Khá là nhiều cây xếp, chẳng qua là nó hơi bé thôi. Đây để em sẽ bán là 250.000 một cân cô chú anh chị nhá. Tiếp theo thì em có vẩy rồng này. Không, cô chú anh chị đợi một chút, em sẽ giới thiệu qua về mặt hoa luôn. Cái này em chưa in được ảnh nên là nó sẽ hơi bất tiện một chút ấy. Hồi nãy em có giới thiệu cây cáo. Thì đây là mặt hoa của Lan Sáng Hương đuôi cáo đấy ạ. Chói đấy nào. Chói quá. Chói quá. Còn đây là Lan Vẩy Rồng ạ. Lan Vẩy Rồng có hoa màu vàng rất là đẹp. Em chia sẻ với giá là 150.000 đồng một cân ạ. Đây. Cái này là chuẩn vẩy rồng của Cao Bằng luôn đấy ạ. Vẩy rồng của Cao Bằng có hoa màu vàng rất là đẹp. Lan vẩy rồng cũng đẹp khỏi phải nói rồi. Lan vẩy rồng. Đấy là đây là lan vẩy rồng đấy ạ. Sao đấy nhỉ? Đây, đây là lan vẩy rồng đấy ạ. Đó, lan vẩy rồng rất là đẹp. Vẩy rồng có 150.000 đồng một cân thôi. Một cân thì quý cô chú anh chị mua đi thì sẽ trồng được rất là nhiều nhé. Mình có thể ghép vào cây hoặc là mình có thể trồng vào chậu luôn. 150.000 quá là rẻ. Tiếp theo thì em có cây lan Nghệ Tâm. Nghệ Tâm có hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Vàng như nghệ vậy. Đây là em sẽ chia sẻ với giá là 160.000 đồng một cân. Nghệ Tâm thì hàng rất là khô ráo với lại là nhẹ nên là một cân thì sẽ trồng được rất là nhiều đấy ạ. 160.000 đồng một cân thôi. Quá là rẻ đẹp. Hàng khô ráo không có ẩm ướt gì cả. Hàng khô ráo không có ẩm ướt gì cả. Đây là Nghệ Tâm đấy ạ. Chỉ 160.000 đồng một cân thôi. Cô chú anh chị nào ưng thì hãy gọi điện trực tiếp cho em nhé. Hoặc là mình có thể nhắn tin cũng được. Đây, tiếp theo là em có cái cây Đại Lan Huệ Đồng. Khá là đẹp. Lan Huệ Đồng. Cây khá là nặng. Một cây thì rơi vào khoảng... Cây bé thì là 1 cân. Cây to thì sẽ rơi vào khoảng 2-3 cân đấy. Em bán là 50.000 đồng một cân. Chị có thể nhìn thấy. Tiếp theo là em có cái cây lan lọng. Lan lọng này, khúc này thì là khúc nguyên bản. Em sẽ bán là 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đây. Chỉ có 100.000 cho cái khúc lan lọng nguyên bản này. Tiếp theo là em có một cái dề dáng hương đuôi cáo rất là đẹp. Không, đây là một cái chậu mà em đã trồng thuần rồi. Đây, hoa của nó rất là tím. Hoa rất là tím luôn. Chậu này em sẽ chỉ chia sẻ với giá là 200.000 thôi ạ. Cô chú anh chị nào thích thì hãy nhắn tin trực tiếp qua cho em nhé. Thì đây là nó đã nở gần tàn rồi ấy. Là hoa nó không còn tươi nữa. Chậu này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây ạ. Chậu này có 7 cây.
rất là đẹp. Em sẽ bán là 200.000 thôi. Nãy em trồng thuần rồi nên là cô chú anh chị đi chỉ cần treo lên và ngắm hoa thôi nhé. Tiếp theo này. À đây, đây em ghi là hình số 5. Đây là hình số 5. Ngược mất rồi. Đây là hình số 4 này. Hình số 4 này em chia sẻ với giá là 250.000. Đây là cũng là dáng gương đôi cáo. Ở đây nó có cái cây lá nó bị hơi gãy một chút, nhưng đây là nó lá kẻ. Đấy, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là giá em sẽ bán nhìn hơn một chút là 250.000 nhá. Đẹp. Dáng hương đuôi cáo của các bạn. Hoa màu tím cực kỳ đẹp. Tiếp theo là hình số 7 này. Hình số 7 là em bán là 500.000. Cái này em có một cái gì cái tên mà rất là đẹp nhá. Đẹp. À đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn là hình số 7 này, em bán với giá là 500.000. Có rất là nhiều thân ạ. Nhìn cực kỳ bóng luôn. Đó là em quay gần. Tiếp theo là em có mấy cái gì hoàng thảo kèn. Hoa màu tím cực kỳ đẹp. Đầu tiên là hình số 8. Hình số 8 là em bán là 350.000 ạ. 350.000 cho hình số 8 hoàng thảo kèn. Chị có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Em sẽ cho quý cô chú anh chị xem mặt hoa luôn. Để em một chút ạ. Hoàng thảo kèn. Đây ạ, đây là hoa của hoàng thảo kèn đấy ạ. Nó cứ bị mờ làm sao ấy. Mở quá chẳng hiểu sao. Rồi, tiếp theo là hình số 9 này. Em sẽ bán là 320.000. 320.000 cho hình số 9. Hoàng thảo kèn. Có rất là nhiều thân. Tiếp theo là hình số 10. 320.000. Hình này cũng có rất là nhiều thân ạ. Tiếp theo hình số 11. Hình số 11 này, 350.000. Hình này cũng rất là đẹp nhé. Đây. Thân tơ, thân mập mạp đây. 350.000 cho hình số 11. Tiếp theo là hình số 12. Em bán là hình này cũng 350.000 thôi. Mà hình này thì cái thân của nó to, cao hơn. Đây là hình số 12 nhé. 350.000, rất là rẻ thôi ạ. Tiếp theo là hình số 13, cũng 350.000. Hình này thì có nhiều thân hơn, mà thân của nó có vẻ là hơi lùn hơn một chút nhưng rất là mập. 350.000 cho hình số 13. Tiếp theo là hình số 14 ạ. Hình số 14 là cũng 350.000 nhé. Em bán là sàn sàn như nhau thôi, vì hình nào cũng đẹp như nhau ấy. Cho anh chị có thể thấy hình số 14, 350.000. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 là em bán là 380.000. Đó. Giò này cũng rất là đẹp đấy ạ. 380.000. Bán nhìn hơn trước. Thân mập ú hơn. Tiếp theo là hình số 16 ạ. Hình số 16 là em bán là 300.000. Nói chung là hoàng thảo kèn hoa màu tím cực kỳ thơm và đẹp. Tiếp theo là hình số 16 rồi nhỉ. Đây là hình số 17 này. Hình số 17 là em có một cái chậu phi điệp tím rất là đẹp. 4, 5 thân tơ ra rất là đẹp này. Xung xuê. Hình này em bán là 250.000. Cô chú anh chị nào ưng mà lấy được thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua Zalo, hoặc là mình nhắn tin gọi điện qua số điện thoại cho em nhé. Đây là hình số 18 này. Hình này thì đang giao hoa nhưng mà hoa đã gần tàn rồi. Hình này em cũng chia sẻ với giá là 250.000. Đấy, phi điệp tím thì vẫn luôn rất là đẹp và hot trên thị trường. Hôm nay em chỉ có bằng này hàng thôi. Thì em cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em nhé. À, ngoài ra thì em có rêu rừng ấy, thì quý cô chú anh chị nào cần rêu để mình giữ ẩm cho cây ấy thì mình có thể gọi điện cho em nhé, liên hệ với em để mua rêu nhé. Đây ạ, rêu rừng em bán là 50.000 một cân. Đấy, giữ ẩm cho cây rất là tốt. Cái này là hàng
khô, rất là khô ráo rồi, nên là quá là nhẹ luôn. Rồi xin phép được tạm dừng video tại đây nhé. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em ạ.